Thưa quý vị, Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ toàn diện, khẳng định được vai trò nòng cốt trực tiếp trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh để lập nên những thành tích to lớn và ấn tượng hơn nữa như mong muốn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội khi phát biểu tại lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ tư, biểu dương Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Nghiệp đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ 5 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024 diễn ra vào sáng nay. Trước khi bước vào buổi lễ, các đại biểu đã dành 1 phút để mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, là chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, với lợi ích của người lao động và của toàn dân tộc, đóng góp quan trọng trực tiếp và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng. Các cấp công đoàn đã chăm lo bồi dưỡng và giới thiệu hàng vạn công nhân, viên chức, lao động ưu tú để Đảng, Nhà nước xem xét, bổ nhiệm, đề bạt vào các vị trí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huân chương Lao động hạng nhất để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của Công đoàn Việt Nam giai đoạn 5 năm vừa qua. Cũng tại buổi lễ, 10 cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn đã được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 4. 95 Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Nghiệp đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu, đại diện cho hơn 123.000 Chủ tịch Công đoàn Cơ sở trên cả nước đã được biểu dương, tôn vinh. Phát biểu tại buổi lễ, nhắc lại những tình cảm đặc biệt, sự kỳ vọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong các cấp công đoàn nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thực hiện mong muốn của cố Tổng Bí thư để tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh. Nhiệm kỳ 2023-2028, nhiệm kỳ hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức công đoàn và phong trào công nhân lao động Việt Nam chắc chắn sẽ có bước phát triển mới, lập lên những thành tích to lớn và ấn tượng hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với đất nước và dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Với tinh thần đó, cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức công đoàn thường xuyên thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, chủ động đóng góp vào quá trình chuẩn bị đại hội lần thứ 14 của Đảng, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết Quốc hội, trong đó có nhiều quy định, chính sách mới liên quan đến người lao động. Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã cho ý kiến lần đầu Luật Công đoàn sửa đổi, với nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới đối với tổ chức công đoàn. Dự kiến kỳ họp thứ 8 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét thông qua. Chủ tịch Quốc hội mong muốn những cán bộ công đoàn tiêu biểu được trao tặng biểu dương ngày hôm nay sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, phấn đấu không ngừng trong đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, có thêm nhiều cán bộ công đoàn tiêu biểu xứng đáng được nhận giải thưởng và được biểu dương, vinh danh trong những năm tiếp theo.